chết rồi. Lily chết mẹ rồi. Mấy có lẽ giờ mình giết hết đống này ta. Hello, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tựa game He-Man Absolution. Thì ở tập trước thì mình đã kiếm được cái thằng mà bồi bàn và nó khai ra cái vị trí để mình tới tìm. Còn cái thằng này là cái thằng mà đào tạo mình á. Thằng này chính là thằng đào tạo mình mà mình đã phản lại thằng này rồi. Bởi vì nó lợi dụng mình để đi giết người. We codenamed the guy Birdie, no wonder he went off the grid. Did. 47. I'll be damned. Give the birdman what he wants. Đúng mất thằng này tay robot à. Find 47. Đấy các bạn ơi, thằng này tay robot nha. Các bạn này bắt lại bắt cười hoài vậy. You're for money. Bird. Món quà của Birdie. Món quà của thằng đầu bù châu Á nuôi chim bồ câu các bạn. Gì đây? Đem bro, đây rồi, cái khẩu súng gắn giảm thanh của mình đây rồi. Không phải, phải ý là giống vậy thôi chứ không phải. Chứ không phải đâu, sao mà giống được. Cha này hút thuốc nhiều quá cho nên là phải dùng mấy cái máy chợ nói rồi đó. Not unless you got a receipt. I could just take them. Nó nói chuyện ngầu với ba. Nói chuyện ngông vậy. It wouldn't be stealing. Cứ què vậy tao đang bắn gì em đó hả? On the girl. Cái nó cười hả? Annie Oakley là ai? Nghe quen lắm nha. Ê, mẹ tự nhiên mang nguyên cái bộ ghi súng của mình cho thằng Bích đi. Chị không biết nữa. Bây giờ mình phải đi mua lại khẩu này. Hết chừng tới là lượm hết đạn luôn hả? Phóng game gọi, ok. Đem bro, mấy nhiều súng vậy? Đấy con này xịn hơn. Ủa, không cần mua hả? Cái này tìm súng mà không cần mua luôn hả? Cái này là đạn, một viên hả? Đồ anh cảnh sát má, khoan. Đồ ở trong đã bị truy vấn, đã bị nghi vấn rồi mà còn ấy nữa. Tại sao phải hóa hỏng? Hóa hỏng chi? Mày không được lấy nữa hả? Mình full rồi hay sao á? Nhưng mà tại sao mình phải tắt đèn? Vẫn không hiểu tại sao mình phải tắt đèn luôn á. Tức là bình thường phải có cái gì đó rồi mình mới tắt đèn được. Không thể nào mà tắt cái tào lao gì được, hiểu không? Gì đây nè. À, tắt đèn để đi qua bên tụi cảnh sát dễ hơn ấy mà. Lily đấy hả?
Nhỏ này nghe nó bảo bắn ghê lắm. Gì siết cổ ba. Ồ, mặc đồ cháy vậy. Trời má, mặc đồ kìa. Mô Phật. Ok, thôi bấy bì. Bây giờ mình làm cái gì? Quay lại để lấy súng à? Quay lại chỗ kia để chọn súng à? Ui, súng nhiều súng vậy. Vẫn không hiểu. Thì sao? Man. Không làm mẹ cũng bị phát hiện. Ok. Biết là khóa rất kỹ rồi nhưng mà chạy dưới đây làm cái quần què gì mới được. Xem coi. Birdie, he took my silver ball as his payment for his services. Now he's giving them back. For some reason, he's reaching out. Can I trust him? Or has his allegiance shifted towards more loot? Sao nó kêu, con nhỏ kia hồi nãy nó kêu mình quay lại đây lấy cái, lấy vũ khí để solo với nó. Nah, sorry. Only got that one in red. Nói chuyện với ai vậy? Blue, the color of a man. Man colors. Bên kia nó có cái gì kìa, phải lại bên kia kìa. No need to run, mister. Nothing ever happened fast in this town. Rồi sao phải chui vô đây ta? Máy chui trước mặt tụi cảnh sát luôn. Ô, này không phải đơn giản nha. Ok, xài rulo cũng được. Tới giờ ít khi mình xài rulo. Có nhảy qua được luôn hả? Mà chi mới được. Chết mẹ. Chết mẹ. Lily chết mẹ rồi. Mấy phải lẽ giờ mình giết hết đống này ta? Cầm bá anh, cầm bá chú luôn, sợ quần què gì, vô. Thích cầm bá đúng không? Bây giờ các chú thích cầm bá đúng không? Thích bắn nè, thích bắn hả? Hả? Từ từ bình tĩnh. Má tí thì giết được thằng đó rồi. Khoan chui đây để hồi máu đã. Thôi, ván này coi như thua, ván này mình quét sạch luôn.
trận này coi như là mình càng quét luôn. Xôi 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 thôi anh trai, má ra bả liền. Còn mấy thằng à? Còn một thằng duy nhất. Ngầu. Đồ nói ngầu. Còn một đứa thôi, còn một đứa thôi. Đứa bên kia đứng đâu rồi? Má, trận này đã quá. Mình rất thích bắn vậy nè. Nhưng mình thật ra mình thích steel nhất, chứ không phải thích bắn kiểu này. Nhưng mà ai biết đâu. Nhưng mà mình steel ngu quá. À, vô nghiệp vô. Không sao, không sao. Xin lỗi. Sorry. Nhưng mà lỡ giết rồi giết hết luôn. Má, trận này bắn quẩy tung nóc luôn trời. Nhưng quan trọng làm sao để mở chỗ này ta, mình vẫn không hiểu. Là sao? Ở đây có cái gì? Bắn thắng một cô gái, thử thách vẫn còn. Chết mẹ rồi. Bên kia có gì ta? Con mình tính bắn con này, mình tính bắn với con này mà mình giết chết mẹ rồi. Ra đây, kéo sát nó ra đây. Ra đây bắn với tôi anh ơi, chị ơi. Mai vờ lờ thì không, không mình còn đi qua bên kia được. Dưới đây có cái gì nè? Dưới cái hầm này nó có cái gì nè? Vờ lờ game này dùng não mà mình vô mình chơi nó hết rồi. Đồ à, là nãy mình lấy cái thẻ đó để mình vô đây nè. Damn bro, trời má khỏi ngon vậy. Vậy mà hồi nãy không lấy khẩu này được, tại không biết. Trời ơi, không mang cái này ra đánh lộn mới sướng. Đù má khẩu này mà càng hết cả cái khu này đã nha. Thực sự khẩu này, ở đây cầm khẩu này mà đi giết hết đống này mới đã. Ok, bây giờ mình có cái mã an toàn là để mở cái này đúng không? Chưa luôn hả? Qua kia, qua kia, qua kia. Ngon ở đây nè. Mã an toàn này làm cái gì? Vẫn không hiểu cái mã an toàn này làm cái gì ta? Ủa gì lại fail nhiệm vụ rồi hả? Chết mẹ rồi. Chết mẹ fail nhiệm vụ rồi. Mở cái sắt à. Có nhiều thứ quá. Lấy chìa khóa. Vậy chắc chắn là chìa khóa để mở kia rồi. Chuẩn luôn. Má mình quét sạch nguyên cái khu này luôn chứ. Quét sạch nguyên cả cái khu này luôn. Mở được chưa? Ok đúng rồi. Ok. Lấy được em súng rồi. Má càng cả hết cái chỗ bắn súng luôn. Mình mới mô Phật. Tội nghiệp, nghiệp quá, nghiệp quá. Ủa, súng này súng mình mà. Maybe là súng của mấy cái đời sát thủ trước. Hả?
Ủa là sao? Là... tức là... không hiểu. Tức là... đúng rồi, ơi khoan khoan, có khẩu nhắm đây nè. Nhưng mà lấy không có được. Ui trời ơi, ui là trời. Tại sao lại có hình hình cha đó trong đó? Không lẽ hình cha đó tự bỏ vô hả? Không được, không được. Cái này dấu bích... à, hiểu rồi. Hiểu vấn đề rồi. Cái đoạn cinematic trước á, à, có ghi là thằng Brady nó cũng gửi một cái tờ giấy. À, chắc chắn thằng Brady gửi thôi, tại vì cái vali vũ khí đó là thằng Brady gửi mà. Là thằng Brady giữ mà, xong nó gửi tới cái chỗ mà cơ quan sát thủ của mình. Rồi, thằng này gửi cặp súng này trong vali đó tới chỗ này, xong dán hình mặt Dexter vô. Chắc chắn luôn. Vậy chắc chắn là thằng Brady nó đang gài mình làm gì rồi. Gài cả ba bên luôn. Bên mình, bên Dexter với lại bên hội sát thủ. Ok, vậy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái tập phim Máu Chó này của mình. Thật sự tập này đã thật sự bắn khiếp thiệt. Mặc dù game này không nên bắn, game này phải dùng trí thông minh các bạn hiểu không? Mà game này bắn tự lưa rồi. Nói chung là cảm ơn các bạn đã theo dõi tập phim này, tập game này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và một subscribe giúp cho mình nha. Cũng như hãy comment bên dưới những điều mình cần cải thiện ở các video sau. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye.